gần đây có một người tài xế này con đây bị đột biến nè, anh không không gần tay quá đây. Ủa kêu cái gì vậy nhỉ, con này nó kêu lên cái mầm nó đỏ. Có một con ngựa tai sáng rất đẹp. Ngựa tai sáng là bữa nào mới thấy á. Hồi giờ đâu thấy ngựa tai sáng. Bóc môi ngựa tai. Người tay là người tay không ra chứ. Quay con có người tay. Oh!